16 thay đổi con. Rồi, xin chào các bạn. Nay Pastor Tuấn Minh mình sẽ thực hiện gói độ công suất cho chiếc Camry 212 máy 2.0 nha. Còn máy 2.5 thì chưa có can thiệp được vào ECU. Thì gói độ hôm nay thì đơn giản là mình sẽ remap lại ECU để tinh chỉnh lại công suất của xe thôi. Xe này hoàn toàn zin từ ống xả cho đến đường nạp, năm lớp cũng zin luôn. Bây giờ trước khi làm thì mình sẽ chạy dyno để đo công suất của xe, rồi sau đó mình sẽ đọc map ra, tinh chỉnh và nạp lại ha. Rồi, xe đã setup lên dyno và đã đạt nhiệt độ vận hành. Bây giờ mình sẽ chạy test xe zin nha các bạn. Rồi, xe mình đã đọc và chỉnh map trong ECU rồi. Bây giờ mình sẽ chạy dyno để test lại công suất. Rồi, đây là kết quả tôn của chiếc Camry hôm nay nha. Zin đo tại bánh là 100 mã. Sau khi remap thì tăng lên được 111,5. Tăng khoảng 11,5 mã lực đo tại bánh nha các bạn. Moment xoắn zin là 197 đo tại bánh. Sau khi remap thì lên được 213. Thì tăng khoảng 16 Nm tại bánh ha. Rồi, đây là kết quả tuôn của xe ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Pastor Tuấn Minh. Nhớ bấm like và subscribe channel cho bên mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.